Kinh Đại Tương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 540. Thời gian ngày 21 tháng 12 năm 2001. Địa điểm Học hội Tịnh Tông Singapore. Các vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem kệ tụng của Pháp Giới Bồ Tát Thập Ba La Mật. Ở đằng sau bài kệ thứ nhất, Thanh Lương Đại Sư có một phen khai thị rất dài, thuyết minh cho chúng ta chân tướng của Thập Ba La Mật, tiện lợi cho chúng ta học tập. Khai thị của Ngài cả thầy chia thành 10 đoạn. Chúng ta nói đến đoạn thứ 5. Thứ đệ, thứ đệ là điều không thể đảo lộn, vì phần trước nó có dẫn phát phần sau. Thí như bố thí dẫn phát trì giới, trì giới dẫn phát nhẫn nhục, nhẫn nhục dẫn phát tinh tấn. Nó có tồn tại ý nghĩa. Cảnh giới phần sau nhất định sâu hơn, vi tế hơn cảnh giới phần trước. Cho nên càng về sau trội hơn càng về trước. Đằng sau nhất định bao gồm phần trước, phần trước không nhất định bao gồm phần sau. Đó là thuyết minh thứ đệ của nó. Thứ sáu là nói tương nhiếp, cũng tức là nói hổ dung, hổ biến. Mỗi một điều cử bố thí, bố thí nhất định bao gồm chín ba la mật khác. Đó là pháp môn ắt hẳn đầy đủ. Vì sao? Vì hết thảy mọi pháp môn đều là sự lưu lộ tự nhiên của tánh đức. Cho nên pháp môn mặc dù khác nhau nhưng thể tánh là giống nhau, có lẽ nào không tương dung. Thông thường chúng ta nói lục độ,
Chúng ta nêu một là bố thí. Trong bố thí có ba loại: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Trì giới nhẫn nhục là thuộc về bố thí vô ý, quyết không não hại chúng sanh. Đem ý nghĩ tổn hại chúng sanh nhổ dẹp hết đi. Bố thí vô ý mới làm được viên mãn. Tinh tấn thiền định bát nhã là bố thí pháp. Bản thân chúng ta làm hình tượng ra, người ta nhìn thấy sanh lòng hoan hỷ, nhìn thấy trong lòng có cảm động, đó chính là bố thí pháp. Nếu họ muốn học, tình nguyện học, tiến tới chỉ dạy họ, ấy là thành thuộc chúng sanh. Cho nên bất kỳ một độ nào cũng đầy đủ tất cả các ba la mật. Đó là ý nghĩa của tương nhiếp. Ngài Thanh Lương chú giải: mặc dù văn tự không nhiều, song nói rất hay, tự mọi người có thể xem. Đoạn thứ bảy nói tu chứng. Tu chứng là ngũ vị thông tu. Ngũ vị chính là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Năm vị thứ này đều tu hết thảy. Đến quả địa Phật, thập ba la mật mới là cứu cánh viên mãn. Viên mãn thì giống như tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp này có tốt nghiệp tiểu học, có tốt nghiệp trung học, có tốt nghiệp đại học, có tốt nghiệp sở nghiên cứu, đều là tốt nghiệp sinh, trình độ có thể khác nhau. Thập tín Bồ Tát họ cũng tốt nghiệp rồi, như là tiểu học. Thập trụ Bồ Tát như là trung học cơ sở. Thập hạnh Bồ Tát như là trung học phổ thông. Lại đi lên, thập hồi hướng như là đại học. Thập địa Bồ Tát như là sở nghiên cứu. Mặc dù đều là tốt nghiệp sinh, nhưng trình độ trong đó khác biệt rất lớn. Mỗi vị đều tu, bao gồm đẳng giác 51 vị thứ Bồ Tát. Cho nên có người sẽ hỏi: Phật giáo quý vị rốt cuộc là tu gì? Chúng tôi nói với họ, điều chúng tôi tu là lục độ thập ba la mật. Đó là không sai một chút nào hết. Phật dạy chúng ta học tập điều gì? Học tập bố thí, học tập trì giới, học tập nhẫn nhục. Từ sơ phát tâm đến khi thành Phật chính là mấy khoa mục này. Những khoa mục này phải thật sự có thể tu tốt.
Như chúng ta hiện nay có biện pháp nào để tu trực tiếp không? Nói lão thật, chúng ta làm không được. Chúng ta đã nghe bảy loại thù thắng phần trước nói, thì quý vị biết người thế gian học Phật về hình tướng này học khá lắm, đã biết học bố thí, có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, bộ dạng học rất giống nhưng dụng tâm khác nhau, tâm lượng khác nhau. Tâm mà họ dụng không đầy đủ, thất thù thắng. Tâm lượng không đủ lớn, đó là giáo nghĩa Hoa Nghiêm. Tâm lượng của Hoa Nghiêm giáo khác với các tông khác. Sở duyên mà nó khởi tâm động niệm là tận hư không biến pháp giới. Lượng này lớn biết bao. Người bình thường chúng ta hay nói lượng lớn, phước lớn, lượng ngày lớn. Chúng ta bình thường tu hành không có lượng lớn đến vậy, không có bảy loại tối thắng mà phần trước giảng. Cho nên sự tu học chỉ là hình thức, khác biệt với thực chất rất lớn. Điều này không thể không biết. Đại sư ở trong điều này, Ngài nói mười. Đây là nói theo nhân vị, tu nhân, tổng hữu tam danh. Thứ nhất là vô số kiếp, thí đẳng thế lực thượng di. Chúng ta hiện tại là ở trên địa vị này. Chúng ta hiện tại học Bồ Tát, học theo bố thí trì giới. Sức mạnh của lục độ này yếu ớt, bị phiền não phục, đó không phải là sự thật sao? Công phu của chúng ta chống không nổi phiền não. Hay nói cách khác, cảnh giới hiện tiền, tham sân suy mạng bèn trỗi dậy. Bố thí không thể nào phục lòng sang tham, trì giới không thể phục ác nghiệp, nhẫn nhục không thể phục sân khỏe. Bạn nói phải làm sao? Chống không nổi tập khí phiền não, lúc này danh xưng này gọi là đảng danh ba la mật. Nói thực tại, lục tức của thiên thai đại sư có khả năng là khải thị đã có được từ trong đoạn kinh văn này. Điều này rất có khả năng. Cho nên Ngài đem Phật chia thành sáu vị thứ. Danh tự Phật vị. Nếu chúng ta tu học lục độ chống không lại phiền não,
thì gọi là đảng danh Ba La Mật, tức là danh tự lục độ. Danh tự lục độ là hữu danh vô thực. Chúng ta dù sao cũng phải suy nghĩ, Phật dạy cho chúng ta tu 6 loại này, hoặc giả tu 10 loại này, mục đích ở đâu? Mục đích là phá trừ 6 loại tập khí phiền não kiên cố. Cho nên từ trong tu nhân quả báo, bản thân chúng ta biết chính mình ở trình độ nào. Vô số kiếp có thể thấy tập khí phiền não nặng lắm. Thứ hai, kiếp khứ thế lực tiệm tăng, năng phục phiền não. Phần trước là vô số kiếp. Tu đến công phu của mình có thể đắc lực rồi. Sự đắc lực này là có thể đem phiền não khống chế lại, có năng lực phục phiền não. Ta tu bố thí quả thật là lòng sang tham chưa đoạn, nhưng nó không khởi tác dụng. Quả thật khống chế lại, đem nó đè bẹp, chứng tỏ bố thí độ của quý vị đã khởi tác dụng. Độ gì? Độ sang tham. Trì giới, công phu đắc lực, không những ác hạnh của bạn sẽ không tạo, mà ý nghĩ ác cũng đè bẹp. Sẽ không khởi ác niệm, không tạo ác sự nữa. Trì giới độ này có sức mạnh. Khi ấy gọi là cận Ba La Mật. Quý vị gần sát với Ba La Mật rồi. Vị thứ này chính là trong lục tức Phật của Thiên Thai Gia nói quán hành tức Phật, tương tự tức Phật, đều là thuộc về cận Ba La Mật. Thứ ba, tăng kỳ, tu hành lục độ hoặc giả thập độ. Sức mạnh này lớn vô cùng, có thể đem phiền não đoạn dứt. Điều này trong kinh giảng, tất cánh phục nhất thiết phiền não, chính là chúng ta thường nói chung kiến tư trần sa vô minh đoạn dứt rồi, thì đó gọi là Đại Ba La Mật. Ở trong lục tức Phật nói, đó là phần chứng tức vị. Đến quả địa Như Lai là cứu cánh Ba La Mật. Chúng ta đem lục tức thiên thai gộp lại với đoạn gian tự này mà xem, thì không khó hiểu lắm đâu. Ở trong đoạn này nói với chúng ta về tu chứng. Chứng là đoạn phiền não. Đoạn phiền não thì chứng Bồ Đề. Nếu tu 6 pháp này mà không đoạn phiền não, đó là tu phước báo hữu lậu trong tam giới.
không tương ứng với vô thượng Bồ Đề. Ấy là phước đức, chứ không phải công đức. Ý nghĩa này chúng ta cần phải hiểu được. Vì vậy trong Kinh Văn Kinh Hoa Nghiêm, trước trước sau sau thường hay nói Quảng Đại Ba La Mật Đa, cũng tức là những vị Pháp Thân Bồ Tát này, mười pháp mà các ngài đã tu, xác thực là dứt mãi mọi phiền não. Đoạn thứ 8 là ước giáo. Giáo là dạy học. Ước giáo từ phương diện dạy học mà nói, chư giáo khả từ. Chư giáo chính là nói Đại Thừa và Tiểu Thừa, Tông Môn và Giáo Hạ, Hiển Giáo và Mật Giáo. Chỉ cần là giáo học của Phật Đà, chắc chắn không rời khỏi sáu khoa mục này. Hoa Nghiêm tất cả là nói viên mãn, nói viên dung, nói hộ nhiếp, nói biến nhiếp. Cho nên Hoa Nghiêm đem sáu triển khai làm mười, thập ba la mật. Giáo nghĩa Hoa Nghiêm nhất định là bất kỳ pháp nào cũng dung nhiếp mọi pháp. Đó gọi là nhân cai quả hải, quả triệt nhân nguyên. Thanh Lương Đại Sư ở trong sau thuyết minh vì sao Tiểu Thừa không thể thành tựu Ba La Mật. Nguyên nhân gì? Bảy loại tối thắng họ không có. Trong Pháp Tiểu Thừa không nói bảy loại tối thắng này. Hay nói cách khác, tuy tu pháp môn này nhưng không đè nổi phiền não. Đó là sự thật. Chúng ta gặp được học nhân của Tiểu Thừa, cảnh giới của họ chúng ta rất rõ ràng. Họ có thiện tâm, có thiện hạnh, nhưng tập khí phiền não rất khó đoạn. Dùng phương pháp gì đoạn? Chính họ cũng không phải là hiểu rõ hoàn toàn. Bồ Tát Đại Thừa phương tiện thiện xảo, dùng tứ nhiếp và lục độ. Xong tu hành, dù sao các vị cũng phải ghi nhớ. Trong thất tối thắng, điều thứ nhất,
an trụ Bồ Tát chủng tánh. Nếu không có điều này thì đích thực là rất khó. Đó là Phật gia thường giảng. Căn tánh của người này ra sao? Quán sát họ trước, họ là căn tánh như thế nào? Người này khởi tâm động niệm là vì mình hay là vì chúng sanh? Khởi tâm động niệm vì mình là căn tánh tiểu thừa. Họ định học Phật, vào cửa Phật, căn tánh tiểu thừa. Khởi tâm động niệm vì mình. Khởi tâm động niệm vừa vì mình, vừa có thể vì người khác. Thì cao hơn căn tánh trước một bậc. Có thể nghĩ đến người khác. Nhà nho có câu rằng: suy mình ra người. Trong căn tánh ngũ thừa, đó là căn tánh của thiên nhân. Có thể chán bỏ ngũ dục lục trần của thế gian này, tâm tâm muốn xuất ly, muốn thoát ly lục đạo luân hồi. Biết lục đạo luân hồi rất khổ, nhưng không hề phát đại tâm lợi ích tất cả chúng sanh. Căn tánh này là căn tánh thanh văn, căn tánh duyên giác. Đã phát Bồ Đề tâm, bên trong còn xen tạp cả tự tư tự lợi. Bồ Đề tâm này chẳng thuần, đó là quyền giáo Bồ Tát. Một lòng vì chúng sanh, một lòng vì chánh pháp trụ thị, quý không xen tạp danh văn lợi dưỡng của chính mình, không xen tạp tham sân si mạng. Đó là chủng tánh Bồ Tát. Người thuộc chủng tánh này không nhiều, trong thất tối thắng là điều đầu tiên. Không phải chủng tánh Bồ Tát, làm sao tu Bồ Tát đạo? Không phải nói không thể học. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm có thể học. Thành tích là gì? Danh tự Bồ Tát. Có chỗ lợi hay không? Có chỗ lợi. Trong A Lại Gia gieo xuống chủng tử của chủng tánh Bồ Tát. Chủng tử mặc dù có, nhưng nó không khởi hiện hành. Nhưng bạn phải biết được, người chủng tánh Bồ Tát hiện tiền là chủng tử đã gieo vô lượng kiếp trước trong đời quá khứ. Quân tu đời đời kiếp kiếp.
trong đời này nó khởi tác dụng. Khởi tác dụng này chính là khởi tâm động niệm thương xót tất cả chúng sanh, có thể xả mình giúp người. Chúng ta nói chung là hy sinh dâng hiến. Đem người khác xếp vào thứ nhất, chính mình xếp vào cuối cùng. Đó là chủng tử Bồ Tát trong A Lại Gia Thức khởi hiện hành, khởi tác dụng. Khó vô cùng, có thể đáng quý. Người căn tánh như vậy, tâm lượng nhất định rất lớn. Tính cách hào sảng, khuyên tài trượng nghĩa, vui thiện ưa thí, nếu họ phát tâm học Phật, học Đại Thừa sẽ không khó. Thường rất dễ dàng khế nhập. Thanh Lương Đại Sư ở trong Tiểu Chú theo Ngũ Giáo mà nói, tiểu thủy chung đốn viên. Nói theo căn tánh, tôi vừa mới nói là từ ngũ thừa Phật Pháp mà nói căn tánh. Tuy có khác nhau, song cũng rất gần gũi. Đoạn thứ 9 nói quán tâm. Quán tâm giả khả dĩ ý đắc. Đại sư mặc dù đã nói câu như thế, nhưng trong sau vẫn là tiến hành thuyết minh, sợ người bình thường không thể thể hội. Điều này chính là chúng ta thông thường nói hình thức với thực chất. Quán tâm là nói thực chất, cũng tức là nói bạn có tâm lục độ hay không. Ở đây nói là thập độ. Đức Thế Tôn ở trong Kinh Đại Thừa thường hay thuyết minh với chúng ta mười pháp giới, một nhân tố, một điều kiện quan trọng nhất trong mỗi một pháp giới. Đương nhiên, mỗi một pháp giới phải nói nhân duyên vô lượng vô biên. Quý không phải là đơn thuần mà hết sức phức tạp. Song trong nhân duyên phức tạp này, có nhân duyên nào quan trọng nhất? Chúng ta xưng nó là nhân tố đệ nhất. Phật nói ra cho chúng ta, nhân tố đệ nhất để thành Phật là tâm bình đẳng. Đó là nói từ trong quán tâm.
bản thành Bồ Tát là tâm lục độ. Ngày nay là Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm là tâm thập độ. Tâm của bạn có tương ứng với điều này hay không? Duyên giác là tâm 12 nhân duyên. A-la-hán là tâm tứ đế. Đó là tứ thánh pháp giới trong 10 pháp giới. Trong lục đạo, tâm như thế nào thì bạn sẽ sanh thiền. Thượng phẩm thập thiện tứ vô lượng tâm, đó là nhân tố đệ nhất để sanh thiền. A-tu-la trong kinh thông thường nói là hạ phẩm thập thiện, xen lẫn vào tập khí phiền não. Tôi không đồng ý cách nói này. Cách nói này nói về loại Atula nào? Atula có bốn loại. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, trừ nẻo địa ngục không có Atula. Trên trời có Atula, cõi người có Atula, ngạ quỷ có Atula, súc sanh có Atula. Nếu nói họ tu hạ phẩm thập thiện, mang theo tập khí phiền não, ấy có thể là nói Atula của súc sanh và ngạ quỷ. Nếu Atula trong người và trời thiện mà họ tu, chắc chắn là thượng phẩm thập thiện. Song tham sân si mạng chưa phục. Hay nói cách khác, họ không có từ bi hỷ xả, họ có tham sân si mạng. Thượng phẩm thập thiện thêm vào từ bi hỷ xả thì sanh thiên. Nếu thượng phẩm thập thiện thêm vào tham sân si mạng là thiên a tu la. Phước báo lại hơi nhỏ, ít hơn chút nữa là nhân gian A-tu-la. Họ được quả báo này. Nẻo người, Phật nói là tâm ngũ giới thập thiện. Nghiệp nhân thứ nhất trong nẻo ngạ quỷ là tham tâm. Bất kể bạn tham điều gì, người nặng lòng tham tương ứng với nẻo ngạ quỷ. Học Phật ham muốn Phật pháp vẫn là lòng tham, chỉ là bạn đổi đối tượng tham rồi. Dùng lòng tham học Phật pháp, quả báo vẫn là ở nẻo quỷ, chẳng qua còn hưởng một chút phước báo trong nẻo quỷ, vì đối tượng của bạn vẫn là khá lắm. Đại đa số đi vào nẻo quỷ để làm quan, làm thành hoàng. Thành hoàng chính là huyện thị trưởng. Người Trung Hoa nói là đô thành hoàng. Đô thành hoàng chính là tỉnh trưởng. Thần núi, thổ địa. Đi làm quỷ thần là ham muốn Phật pháp. Nếu ham đòi danh văn lợi dưỡng, ham đòi ngũ dục lục trần,
thì đi làm quỷ đói rồi, thì quả báo thọ ở trong nẻo quỷ rất khổ. Nẻo địa ngục là tâm sân khuỷ, sân khuỷ tật đố đọa địa ngục, ngu si đọa súc sanh. Đó là nói điều gì? Nói quán tâm. Bạn thường hay tồn là tâm gì? Thì biết tương lai bạn sẽ đi đến nẻo nào. Cho nên chúng ta học Phật quả thật thường tồn chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đó là tâm của Phật Bồ Tát. Bạn không làm Phật cũng chắc chắn làm Bồ Tát. Thanh Lương Đại Sư ở đây nói với chúng ta, nhất niệm tương ứng tâm xả, tắc cụ thập độ. Xả chính là buông xuống. Tôi mới học Phật chính thức, ngày đầu tiên gặp mặt với người xuất gia, Ngài bèn dạy tôi nhìn thấu buông xuống. Xả gì bất thủ, đó gọi là bụ thị, đó chính là thí tâm. Ta buông xuống, ta quyết không cầu đền đáp, ta không muốn cầu mong được gì. Tâm này là thí tâm, tương ứng với thất tối thắng. Bất di quá phi sở u, đó là giới. Quá những loại tội lỗi chính là phiền não. Phi là nói những loại không chánh kiến, tà tri tà kiến. Phiền não tà kiến không thể nào nhiễm ô. Tâm này là tâm trì giới. Nhẫn khả, phi hữu di nhẫn. Nhẫn khả, chúng ta nói chung là thừa nhận, đồng ý, tùy duyên. Đừng đi so đo nữa. Nhẫn khả có ý nghĩa này. Họ có cũng được, không có cũng được. Đó gọi là nhẫn. Ý nghĩa này nói rất sâu.
ở trong thật tướng các pháp mà nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bạn có thể tiếp nhận không? Bạn có thể đồng ý không? Bạn có thể tiếp nhận, có thể đồng ý, đó là nhẫn, đắc nhẫn tâm. Phật ở trong Kim Kim Cang nói, nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Ấy chính là nhẫn. Màn mở đầu trong tâm kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, soi thấy năm uẩn đều rộng, ấy là nhẫn. Phật pháp chúng ta thường giảng rằng vạn pháp giai không. Bạn có thể nhẫn không? Năng nhẫn trong đó thì điều gì cũng giải quyết được hết. Còn có gì không thể nhẫn? Ly thân tâm tướng, vậy mới gọi là tinh tấn. Thế giới thân tâm tất cả buông xuống rồi, mười điều của nó đều tương ứng với buông xuống. Buông xuống thế giới thân tâm, đó gọi là tinh tấn. Tịch nhiên bất động, đó là thiền định. Thanh tịnh tịch diệt, như như bất động. Quyết liễu vô sanh di tuệ, đó là bát nhã ba la mật. Quyết là quyết định, liễu là nhìn rõ, tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp đã chẳng sanh rồi thì có diệt đâu. Đương nhiên không có diệt, chỉ cần nói một điều vô sanh. Trong luận Trung Quán nói bát bất đều đầy đủ hết, bất sanh, bất diệt, bất lai, bất khứ, bất thường, bất đoạn, bất nhất, bất dị. Đó là bát nhã ba la mật. Tuy không bất ngại tri tướng, đó là phương tiện ba la mật. Mặc dù tánh thể rỗng lặng, như Phật ở trong Kinh Lăng Nghiêm nói, chẳng hại muôn hình phá quy, đó là phương tiện. Nói theo ý thức tâm này vậy, ý thức tâm là rộng, tìm không ra ở đâu. Như bảy chỗ tìm tâm ở phần đầu Kinh Lăng Nghiêm, Phật không hề hỏi Ngài A Nan chân tâm hay vọng tâm, không nêu lên chân vọng. Tâm ở đâu? Tâm mà A Nan đã trả lời là vọng tâm. Bảy chỗ đều trọn, không thể nắm được. Mặc dù trọn không thể nắm được,
nhưng ý thức tâm này nó có thể tùy duyên hiện tướng. Một số người nằm ngủ đều có thể chiêm bao. Tưởng trong cơn mơ đó là do ý thức biến hiện. Ý thức tìm không ra, nhưng chẳng ngại nó tùy duyên hiện tượng. Phương tiện tướng của chúng ta hiện tiền là chuyện như thế nào? Được biến hiện bởi A Lại Gia. Trong kinh Hoa Nghiêm nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tướng của chúng ta hiện tại là được biến bởi A Lại Gia. Bạn minh bạch chân tướng sự thật này, đó gọi là phương tiện. Hy vọng thành Phật, đó là nguyện ba la mật. Thành Phật là gì? Thành Phật là nhằm giúp đỡ tất cả chúng sanh thành Phật. Quý không vì mình. Nguyện này là chân nguyện. Bản thân ta sớm một ngày thành Phật, chúng sanh bớt chịu khổ một ngày, ta sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Nếu ta chậm một ngày thành Phật thì chúng sanh chịu khổ nhiều hơn một ngày. Cho nên dũng mãnh tinh tấn không phải vì mình mà là vì chúng sanh. Kinh Địa Tạng mọi người đều niệm rất thuộc: quan một nữ tại sao tinh tấn như thế, bà la môn nữ tại sao liều mạng đến thế. Vì các nàng biết nàng sớm một ngày tham tựu thì mẹ nàng sớm một ngày rời khỏi địa ngục. Nếu nàng mà chậm một ngày thành tựu thì mẹ nàng chịu khổ ở địa ngục nhiều hơn một ngày. Nguyện này chân thật, sức mạnh của nguyện này thúc đẩy cho nàng dũng mãnh tinh tấn. Chúng ta ngày nay không tinh tấn lên nổi, nguyên nhân gì? Chúng sanh thống khổ hình như không quan hệ gì với ta hết. Ta sớm một ngày thành tựu hay trễ một ngày thành tựu hình như không đáng là gì. Những kinh văn này trong kinh Địa Tạng niệm cho nhiều vào. Bao giờ bạn có thể thể hội được rằng hư không pháp giới là tâm tướng của mình, chúng sanh cõi đất là thân tướng của mình, tận hư không biến pháp giới với mình là một thể. Phật ở trong kinh mặc dù thường hay nói, nhưng mấy ai thừa nhận, mấy ai đồng tình? Nghe xem lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói là đúng đắn, nhưng không thừa nhận, không thể tiếp thu. Tôi không phải là anh không phải là tôi. Anh không phải là hắn không phải là anh. Phân biệt chấp trước kiên cụ làm mê mất chân tướng sự thật.
什么时候你体会到事实真相啊，那个悲念才真正能发得起来。众生在受苦受难，就像自己亲生父母在受苦一样。不过现在人呢，难。Cha mẹ ruột thọ khổ thọ nạn, họ cũng mặc kệ, chẳng như trước đây nữa. Hồi trước tôi giảng kinh ở San Francisco, Hoa Kỳ. Có đồng tu nói với tôi, người làm con cái này thương lượng với bà mẹ của chính họ, rồi đem bán luôn mẹ ruột của mình. Mẹ của hắn chịu khổ chịu nạn, hình như cảm thấy không có quan hệ gì với hắn. Bây giờ là luân thường đạo đức đã đoạn diệt rồi, thế gian này làm sao không gặp nạn? Làm sao có thể xem sự khổ nạn của những chúng sanh bên ngoài bình thường kia như là chính mình thọ khổ nạn chứ? Nằm mơ họ cũng không nghĩ ra. Bạn nói sao với họ, họ cũng sẽ không thừa nhận. Họ nói bạn ăn nhăn nói cuội, họ nói bạn đầu óc có vấn đề, bạn nên đi khám bác sĩ tâm thần. Nói điều giả dối với họ, họ tin tưởng. Nói điều thật lòng với họ, họ không thể tiếp thu, không nguyện phát lên nổi. Chúng ta hiện tại tiếp tục giảng. Thứ chín, quán tâm. Giảng đến nguyện tâm. Sau chữ nguyện là lực. Đại sư ở trong chú giải nói cho chúng ta rằng, tư trạch bất động di lực. Tư là tư duy, trạch là trạch pháp, chọn lựa, không bị lung lay, đó là lực. Quyết đoán, phân minh, duy trì. Trí là sức phán đoán chính xác. Lực là chắc chắn không bị ngoại duyên quấy nhiễu. Tự mình quả thực có thể có chủ tể. Cho nên bốn loại sau thập ba la mật, phương tiện, nguyện, lực, trí, có thể nói chính là tác dụng của bát nhã ba la mật, có thể giúp thành năm độ ở trước. Đó là nói liền với trí, giúp nên lục ba la mật đạt đến cứu cánh viên mãn. Nó có tác dụng này. Trong Pháp Đại Thừa nói lục ba la mật, không hề nói chi tiết đến vậy. Thập ba la mật nói được chi tiết, đặc biệt là đối với người căn tánh trung hạ, người sơ học như chúng ta mà nói, quả thật là rất có lợi ích, rất có thọ dụng. Đằng sau
Đại sư ở đây có một kết luận: nhất niệm tương đẳng, thập độ đốn duyên, túng thất tối thắng, diệt tại nhất niệm, khả dị tư chuẩn. Mấy câu này hết sức quan trọng. Nhất niệm phương đẳng, phương này chính là tài. Nhất niệm mới bình đẳng, đẳng này là bình đẳng. Thập ba la mật bèn viên mãn. Cho nên tâm của Phật là tâm bình đẳng. Tâm của chúng ta không bình đẳng là hy vọng thông qua tu học thập ba la mật đạt đến bình đẳng. Quả nhiên nhất niệm bình đẳng, thập ba la mật nhất định viên mãn đầy đủ. Chính là thất tối thắng cũng không ngoại lệ. Bảy loại tối thắng ở trong một niệm. Nếu có hai niệm thì hai niệm không đầy đủ. Chúng ta trong kinh A-di-đà thường nói: nhất tâm bất loạn. Công phu niệm Phật là lấy điều này làm tiêu chuẩn, lấy điều này làm mục tiêu, phải niệm đến nhất tâm bất loạn. Đến nhất tâm, thập ba la mật, thất tối thắng, hết thảy đầy đủ. Tại sao? Nhất niệm chắc chắn bình đẳng, nhị niệm thì không bình đẳng. Tịnh Độ Tông là dùng phương pháp niệm Phật niệm đến nhất tâm bất loạn. Phương pháp này là phương tiện. Thiền Tông dùng phương pháp tham cứu, mục đích vẫn là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là thiền định, bất loạn là trí tuệ. Dùng phương pháp niệm Phật để tu thì gọi là niệm Phật tam muội. Dùng phương pháp tham thiền để tu, trong thiền định còn có rất nhiều pháp môn, đem phương pháp của nó sâu chuỗi vào trước tam muội. 8 vạn 4 ngàn pháp môn là 8 vạn 4 ngàn tam muội. Tam muội là một phương pháp khác nhau. Phương pháp niệm Phật của chúng ta đem cảnh giới này nói thành là nhất tâm bất loạn. Trong kinh Hoa Nghiêm xưng là nhất chân pháp giới, cùng một nghĩa. Khi tôi giảng kinh thường nói nhất tâm là năng chứng, nhất chân là sở chứng. Năng và sở là một, chẳng phải hai. Đại sư nói: dục lệnh hành giả, tức chi ư tâm. Cho nên Ngài đang quán tâm đã dùng 4 chữ khả dĩ ý đắc. Còn sợ chúng ta có nghi hoặc đối với câu này, lại là một phen giải thích. Từ những chỗ này nhìn thấy lòng đại sư rất tế, rất từ bi. Đặc biệt là đối với học giả về sau,
Dưới đây là đoạn thứ 10. Đoạn thứ 10 là giải thích kệ tụng. Mời xem bài thứ nhất. Bài thứ nhất là Bố Thí Ba La Mật. Tích ư chúng sanh khởi đại bi, tu hành Bố Thí Ba La Mật, dĩ thị kỳ thân tối thù diệu, năng lệnh kiến giả sanh hoan hỷ. Bốn câu kệ, hai câu đầu là tu nhân. Hai câu sau là nói quả báo. Đại sư ở phía trước mỗi một ba la mật, trong thập ba la mật đều có khai thị giảng đơn. Xả mình lợi người, đó gọi là bố thí. Thể tánh của bố thí vô tham, cập sở khởi tam nghiệp nhi di kỳ tánh. Điều chủ yếu nhất, không có lòng sang tham, bạn mới chịu thí, bạn mới năng thí. Ba nghiệp là thân ngữ ý. Đó là công cụ của năng thí. Ta muốn bố thí, nếu ta không có thân, không có ngữ, không có ý nghĩa này, thí này không thể nào khởi tác dụng, không thể hiện hành. Cho nên hình tượng không thể không cần. Không có hình tượng này, không thể độ vô lượng vô biên chúng sanh. Không có hình tượng này, cũng không thể thành tựu vô thượng bồ đề của mình. Vì vậy hình tượng hết sức quan trọng. Ba nghiệp thân ngữ ý, đó là hình tượng. Đem lòng vô tham với hình tượng này, đó là thể tánh của năng bố thí. Bố thí có ba loại: tài thí, pháp thí, vô úy thí. Đó là chúng ta vào ngày thường trong nhiều buổi giảng thường hay nhắc đến. Mục đích của bố thí tài, mục đích chung đều là đoạn sang tham. Dùng một chữ tài thí này, bên trong bao quát là gì? Bao quát danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần. Dùng một chữ tài để đại biểu. Hay nói cách khác, vật ngoài thân bao gồm thân thể của chính mình. Thân thể cũng là vật,
Thân thể gọi là nội tài. Hết thảy có thể bố thí. Người hiện đại nói là phục vụ. Ta quyên hiến mọi tài vật giúp đỡ cho những người cần thiết. Đó là tài thí. Ta không có tài vật bố thí cúng dường. Ta dùng thân thể của ta để làm nghĩa công, để phục vụ giúp họ, cũng là thuộc về bố thí tài, bố thí nội tài. Đó là một đạo tràng, là một cơ cấu từ thiện phúc lợi của xã hội. Chúng ta ở trong xã hội này nhìn thấy dưỡng lão viện, cô nhi viện, bệnh viện, có rất nhiều người trẻ tuổi tận dụng ngày nghỉ hoặc là tận dụng thời gian rảnh rỗi của họ vào trong này làm nghĩa công phục vụ, giúp đỡ cho mọi người, không cần một mảy may đáp trả nào. Đó là họ dùng thân bố thí, dùng lao lực của họ, dùng thời gian của họ, dùng tinh thần của họ, gọi là bố thí nội tài. Nội tài không nhất định như trong kinh nói là quyên hiến bộ phận cơ thể. Quyên hiến bộ phận cơ thể cũng là thuộc về bố thí nội tài. Vì đại chúng phục vụ, sự bố thí nội tài này là vô cùng phổ biến. Phải nên học đoạn sang tham của mình. Chúng ta đi làm phục vụ nghĩa công giúp người đoạn sang tham gì? Tham ái thân thể của chính mình. Lo sợ thân thể mình mệt nhọc, cứ nghỉ dưỡng cho tốt. Đó đều là tham tâm. Người thế gian thường nói, người này lười biếng, lười chết đi. Bạn nghĩ xem câu này có ý nghĩa gì? Lười biếng sẽ chết. Có bao giờ nghe nói có người nào siêng năng mà chết chưa? Chưa hề nghe nói. Làm việc chăm chỉ, nhất là làm nghĩa công, xả mình vì người. Vậy chúng ta học Phật, biết quả báo này, thân thể nhất định ngày càng trở nên khỏe khoắn hơn. Cho dù là thân thể mình nhiều tai lắm bệnh, nhưng vì họ phục vụ cho đại chúng, phước báo của đại chúng lớn. Họ chịu sử dụng thân thể của mình vì đại chúng phục vụ, thì nghiệp của họ chuyển đổi, báo cũng chuyển đổi luôn. Vì sao? Vì không phải nghiệp báo của mình, là phước báo của chúng sanh. Chuyện là như thế đấy. Do đó có thể biết lợi tha mới là tự lợi chân chánh.
thường hay nghĩ cho lợi ích của mình. Quả báo vừa khéo ngược lại. Cái nhận được là quả hại, cái nhận được là tai nạn. Lợi ích chân chánh không đạt được. Rất đáng tiếc, đạo lý này người thật sự hiểu được không nhiều. Chúng ta học Phật minh bạch đạo lý này, tự mình chăm chỉ nỗ lực đi làm. Gặp được người có duyên phải khuyên nhủ họ. Tu bố thí nhiều, bố thí tài, quả báo được tài phú. Bố thí pháp mục đích là phải đoạn lòng tiết pháp. Tật đố với tâm thiện pháp của người khác, đoạn phiền não này đi. Bố thí vô ủy, là sửa đổi nghiệp báo. Đoạn mạng, nhiều bệnh tật của mình. Ba loại công đức bố thí không thể nghĩ bàn. Nhất là trong kinh chỉ dạy chúng ta, tích ư chúng sanh khởi đại bi, tích là thuở xưa. Đó là nói chư Phật Như Lai, Ngài ở trong đời quá khứ tu Bồ Tát Đạo, đời đời kiếp kiếp ở bên chúng sanh này, sanh khởi đại từ bi tâm, tu hành bố thí ba la mật. Các vị nhìn thấy bố thí ba la mật, bố thí thì bạn phải nghĩ đến ba đại loại bố thí là tài pháp vô ý này. Ba la mật thì bạn phải nghĩ đến bảy loại tối thắng. Trong bảy loại tối thắng, Đức Thế Tôn chỉ dạy chúng ta thường niệm thiện pháp. Thường niệm chính là tâm thiện, đây chính là chủng tánh Bồ Tát. Tư duy thiện pháp, đó là ngày ngày nghĩ thiện. Quán sát thiện pháp là hành thiện, tự mình hành thiện, xem người khác hành thiện. Như vậy mới có thể khiến thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, không cho mấy phần bất thiện xen tạp. Đó chính là tu bố thí ba la mật. Đại sư ở trong bài chú nói rất hay: nhân trung đại bi hành thí, dĩ cai thử tam. Chính là bố thí của ba đại loại này: thử bi, diệt thị, thất tối thắng trung, tiền tam tối thắng.
an trụ tối thắng, y chỉ tối thắng. Ý là tối thắng. Đầy đủ ba điều này, lại xem quả báo của họ, dĩ thị kỳ thân tối thù diệu. Bố thí tài, bạn được tài phú. Cho nên không được tiếc tài. Ở Trung Hoa thời xưa, thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, nước Ngô và nước Việt, lịch sử của họ rất nhiều người biết. Ngô Dương Phù Sai và Việt Dương Câu Tiễn, bờ cõi đất nước của họ chính là ở vùng Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến hiện nay. Ở trong lịch sử, một quốc gia bị diệt vong lại có thể phục hưng lại rất ít, rất ít. Dường như là chuyện không có khả năng. Diệt Dương Câu Tiễn phục quốc là một ví dụ. Ông có thể phục hưng 10 năm sinh tụ, 10 năm giáo huấn. Sau 20 năm có thể đánh bại được nước Ngô, diệt luôn nước Ngô. Đã chịu bao khổ cực, nếm mật nằm gai, sự nhẫn nhịn sỉ nhục ấy, ý niệm tuyết sỉ báo cựu hết sức mãnh liệt, cuối cùng ông đã đạt thành, giúp đỡ Diệt Dương Câu Tiễn. Có hai người trợ thủ đắc lực nhất, Văn Chủng và Phạm Lãi, công không thể mất. Đồng cam khổ, cùng lo nạn với Câu Tiễn. Phạm Lãi thông minh, chung sống với Đại Dương suốt 20-30 năm, đối với con người của Diệt Dương hiểu hết sức thấu triệt. Người này chỉ có thể cộng khổ, chứ không thể đồng cam vui sướng. Lúc lâm nạn ông phải cân bạc. Ông cũng có thể tín nhiệm bạn, lúc an vui rồi ông không cần bạn nữa. Không cần bạn tức là không tín nhiệm bạn, thường hay hoài nghi với bạn. Phiền phức đến rồi. Cho nên sau khi quốc gia khôi phục, nước Ngô diệt mất rồi, thì ông viết thư nói với Văn Chủng: Đại Dương tính cách như vậy,
ông phải chuẩn bị đường đi. Văn chủng bán tín bán nghi bị giết mất, phạm lại thông minh thay tên đổi họ trốn đi, làm kẻ buôn bán nhỏ, mang theo nàng Tây Thi. Tây Thi là vợ của ông, trước đây gửi cho Ngô Dương Phù Sai làm công tác tình báo, là một chiêu vô cùng lợi hại. Sau khi nước Ngô diệt rồi, ông đón nàng Tây Thi trở về, hai người trốn đi làm nghề mua bán, làm ăn nhỏ, chưa đến mấy năm đã giàu to. Sau khi giàu có, ông tu đại bố thí, đem số tiền tài này cứu tế một số người dân bần cùng khổ nạn, tán tài. Sau khi tán rồi lại dần dần làm tiếp, từ làm ăn nhỏ qua 2-3 năm lại phát tài nữa. Ghi chép trong lịch sử 3 lần gom 3 lần tán. Ông kết ơn huệ với chúng sanh biết bao nhiêu. Sau khi chết đi, người Trung Hoa thờ cúng ông làm thần tài. Rất có lý, thần tài ở Trung Hoa đại lục là phạm lại. Ông là một tấm gương tốt về phát tài. Tài đến từ đâu? Bố thí. Hoan hỷ bố thí tài. Càng thí càng nhiều, càng nhiều càng thí. Ông không hưởng thụ, không tình nguyện sống cuộc sống giàu sang, mà sống cuộc đời rất bình thường. Tiền dư thừa đều giúp đỡ đại chúng xã hội. Khảng khái, hào phóng. Bây giờ tôi nghe nói rất nhiều nơi cúng thần tài là cúng quan công. Tôi không hiểu đó là ý nghĩa gì. Quan công có vẻ chẳng liên can gì đến phát tài. Cúng quan công, quan công là nói nghĩa khí. Đặc biệt là tình nghĩa, ân nghĩa. Trung Hoa thuở trước kính quan công là kính nghĩa khí. Có người trong xã hội, giữa người với người phải nói đạo nghĩa. Đạo nghĩa có nhân nghĩa, có tình nghĩa, có ân nghĩa. Người đặt trọng nghĩa khí, ở trong lịch sử xưng là hiệp nghĩa. Cho nên dùng quan công để làm thần tài hình như không có đạo lý gì cả. Dùng phạm lãi là hết sức có lý, là một điển hình mô phạm về người phát tài. Nhân quả tròn sẵn. Chúng ta nếu muốn phát tài thì nên học tập theo phạm lãi.
tu bố thí tài. Nếu muốn tăng trưởng thông minh trí tuệ thì bạn phải hiểu được bố thí pháp, chắc chắn không tiếc pháp. Ta dạy người, ta khuyên người, ta giúp đỡ người, ta biết bao nhiêu, ta hoàn toàn chỉ cho bạn, một mảy may không giữ lại. Giữ lại quả báo là ngu si. Đệ tử của Đức Thế Tôn Chu Lợi Bàn Đà Già, mọi người chúng ta đều rất quen. Mở đầu trong kinh A Di Đà có liệt kỳ tên của ngài. Tổ sư Đại Đức giảng giải kinh A Di Đà cũng chú ra rất chi tiết về câu chuyện của ngài. Người này trong số đệ tử của Đức Thế Tôn thật sự là ngốc nghếch vô cùng, tìm không ra người thứ hai. Không có tánh ngộ, lại không có tánh nhớ. Anh trai của ngài xuất gia sớm hơn ngài. Sau khi ngài xuất gia thì anh trai ngài cũng lắc đầu: người em này làm sao có thể học đạo được đây? Mang lại cho Thích Ca Mâu Ni Phật xem, Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn thu nhận ngài. Anh trai ngài cũng cảm thấy rất bất ngờ. Vậy ngài ấy niệm hai câu kệ: niệm đến câu dưới quên mất câu trên, vậy lại ông niệm câu trên thì lại quên mất câu dưới. Không có một chút tánh nhớ nào hết. Phật chia việc cho ngài làm, vậy ngài mỗi ngày quét đất. Hễ cầm chổi lên thì Phật kêu ngài chỉ niệm quét dọn, ngày ngày quét đất. Sau khi quét mấy năm, ngài khai ngộ ra, ngài minh bạch đạo lý này. Đức Thế Tôn nói: nhân duyên thuở xưa, trong đời quá khứ ngài ấy là người tu hành, ngài là pháp sư giảng kinh tiếng pháp, những gì ngài biết chỉ nói một nửa giữ lại một nửa. Vì sao vậy? Sợ người khác vượt mặt mình, cho nên đời sau kiếp nữa, đời đời kiếp kiếp mắc quả báo ngu si. Đó là gương rất hay cho chúng ta. Nếu bạn mà tiếc pháp, trong tay mình có pháp vật, dường như có kinh sách điển tịch, người khác cần, mình không xem lại không cho người khác, thì đời sau bạn sẽ mắc quả báo ngu si. Bạn hiểu được, giảng giải với người khác, bạn còn lưu một món. Chu Lợi Bàn Đà Già là ví dụ. Nếu ngài không gặp được Đức Thế Tôn, sợ rằng sự ngu si của ngài còn phải báo rất nhiều đời nữa. Những điều này bây giờ chúng ta minh bạch đều là Bồ Tát Đại Quyền thị hiện, làm gương ra cho chúng ta thấy. Gương này là thật đấy, không phải giả đâu.
Cho nên hoan hỷ tu bố thí pháp. Không những đời sau bạn càng thông minh hơn, càng có trí tuệ hơn, mà đời này sự thông minh trí tuệ của bạn cũng tăng trưởng từng năm. Khác nhau từng tháng. Tại sao không tu? Tu bố thí vô ý. Bố thí vô ý, chăm sóc nhiều đến người già. Trẻ mồ côi, người nghèo bệnh, không nơi nương tựa, sanh bệnh, không có tiền khám bác sĩ, không có tiền mua thuốc, chúng ta có thể phát tâm giúp đỡ họ. Quả báo nhận được là khỏe mạnh sống lâu. Người thời hiện đại có một quan niệm rất sai lầm. Trong cả đời mình kinh doanh cực khổ, cứ mong muốn tích trữ để dành tiền dưỡng lão, vẫn cứ để dành tiền chuẩn bị tiền thuốc men sanh bệnh cho mình trong tương lai, bảo hiểm y tế phí thuốc chữa. Quan niệm đó là sai lầm. Đó không phải là chính xác. Trong Phật Pháp không có. Bạn để dành tiền muốn phòng tuổi già, tương lai bạn nhất định sẽ già. Bạn để dành tiền chuẩn bị làm phí thuốc chữa, tương lai bạn nhất định sẽ có bệnh. Tại sao? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bạn còn chưa già mà ngày ngày cứ nghĩ về già, chưa sanh bệnh mà ngày ngày lo toan rằng tương lai sanh bệnh phải dành tiền thuốc chữa, sai rồi. Cư sĩ Hứa Triết ở Singapore, bà trước giờ chưa hề nghĩ đến tuổi già, cho nên bà chẳng già. Trước giờ không hề nghĩ rằng bà sanh bệnh, cho nên bà chẳng sanh bệnh. Mỗi ngày bà tu bố thí vô ý. Năm nay 103 tuổi, còn phải chăm sóc hơn 20 người nghèo bệnh cùng khổ. Tặng gạo tặng dầu cho họ, ngày ngày đi đóng tiền thuê phòng giúp họ. Khi sanh bệnh dẫn họ đi khám bệnh, giúp họ mua thuốc. Cả đời bà tu ba loại bố thí này, tại pháp vô úy. Đặc biệt chú trọng vào bố thí vô úy. Bản thân chính bà không có tài, bà làm công ích, chăm sóc mọi người theo nghĩa vụ, phục vụ giúp đỡ mọi người, bà dùng bố thí nội tài. Thân thể khỏe mạnh,
103 tuổi, một chút bệnh tật đều không có. Cho nên bà thường nói, chúng ta muốn sống lâu, đừng già. Điều đó chính xác. Muốn sống lâu, muốn khỏe mạnh. Đừng sanh bệnh. Bà làm được hết thảy. Tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Chăm sóc những người nghèo khổ, chăm sóc những người sanh bệnh, giống như chăm sóc người thân của mình. Không phải là qua loa tắc trách, thành tâm thành ý phục vụ vì họ. Chúng tôi nhìn thấy nhân của bà từ bi, cũng nhìn thấy quả báo của bà, lại nhìn xem kinh Phật, đối chiếu cả hai lại xem, lời Phật giảng không sai một chút nào. Chúng ta không thể làm lơ là. Hành môn Bồ Tát tuy nhiều, pháp môn vô lượng vô biên. Phật giảng kinh thuyết pháp, đem pháp môn vô lượng quy nạp thành 10 pháp môn, thập ba la mật. 10 ba la mật này còn có thể quy nạp thành một, chính là bộ thị. Các vị suy nghĩ cho kỹ có phải không? Trong bộ thị bao gồm ba đại loại tài pháp vô úy: trì giới, nhẫn nhục, là bố thí vô úy. Bạn là người trì giới, người ta yên tâm với bạn. Ngạn ngữ thường nói tiền chẳng phơi bày. Sợ bạn biết, bạn khởi ác niệm, thì bạn sẽ đến trộm cắp. Bạn là người giữ giới, bạn nhìn thấy yên tâm, không sao hết. Họ không trộm cắp, họ giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp. Họ biết sẽ không sao hết. Người ta yên tâm, không lo sợ gì. Đó là bố thí vô úy. Bạn tu nhẫn nhục, không sao hết, lời tôi nói sai, đắc tội họ, họ sẽ không nhớ thù, họ sẽ không trả đũa, lòng họ yên. Đó là thuộc về bố thí vô úy. Tinh tấn thiền định, thêm phương tiện nguyện lực trí. Ở sau nữa toàn bộ thuộc về bố thí pháp. Cho nên tôi mới học Phật, thỉnh giáo với Chương Gia Đại Sư rằng Phật pháp con biết thù thắng khôn ngần. Có phương pháp gì có thể khiến con được khế nhập rất nhanh không? Lão nhân gia ngài dạy tôi 6 chữ: nhìn được thấu, buông được xuống. Quý vị xem Thanh Lương Đại Sư ở trong kinh nói với chúng ta. Hành môn tổng kết đến chữ cuối cùng là xả. Xả chính là buông xuống. Dùng tâm xả
tu bố thí, tu trì giới, tu nhẫn nhục, tu thiền định bát nhã, phương tiện nguyện lực trí. Chính là ba la mật. Tâm xả chưa buông xuống mà tu những điều này, ấy là phước báo hữu lậu thế gian, không gọi là ba la mật. Ba la mật là thế giới thân tâm tất cả buông xuống, tâm thanh tịnh, trí vô tưởng. Tu mười pháp môn này, đó gọi là ba la mật. Trong quả báo tài năng tư thân, vô ý ích tâm, pháp tư pháp thân. Lời nói này rất sâu, nói cao lắm. Bố thí tài có thể nuôi dưỡng thân thể của chúng ta. Khỏe mạnh sống lâu. Bố thí vô ý, lợi ích tâm của chúng ta. Tâm gì? Từ bi tâm. Ác hẳn là tăng trưởng từ bi tâm. Bố thí pháp là nuôi dưỡng pháp thân của chúng ta. Cố đắc quả thân, thân tối thù diệu, vì là thân đó nhiệm màu nhất. Chúng ta rời khỏi chú giải của Thanh Lương Đại Sư, nói theo lời hiện đại, mọi người càng dễ dàng lý giải hơn. Bố thí tài, tài của bạn dùng thiếu thốn, càng thí càng nhiều. Người bình thường chúng ta hiện nay nói người này nhất định được phước báo. Phước báo hiện ra tướng giàu sang, đó là tướng giàu sang của thân thể. Bố thí pháp thì bạn nhận được là tướng trí tuệ. Bố thí vô ý nhất định được tướng thanh tịnh trường thọ. Cách giảng này mọi người dễ hiểu. Hiện tại bạn được lợi ích, dĩ thị kỳ thân tối thù diệu. Do đó có thể biết tu bố thí ba la mật, chúng ta thường nói trang nghiêm thân tướng của chính chúng ta, cũng tức là trang nghiêm pháp tướng mà nhà Phật đã nói. Hiện tại chúng ta thường nói là hình tượng. Bạn đi ra ngoài, hình tượng của bạn có thể khiến người khác nhìn thấy thế nào thì sanh lòng hoan hỷ, sanh lòng tôn kính, sanh lòng ngưỡng mộ, sanh lòng noi gương với bạn, muốn học theo bạn. Bạn là tấm gương tốt,
cho đại chúng xã hội học tập. Đại chúng nhìn thấy bạn mới biết có thể phát tài ra sao, có thể tăng trưởng trí tuệ thế nào, làm thế nào mới khỏe mạnh sống lâu. Ba thứ này mỗi người ai cũng mong cầu, liều mạng vào truy cầu, nhưng như thế nào làm sai hết. Họ không hiểu đạo lý này, cũng không hiểu phương pháp này, kết quả của họ hoàn toàn ngược lại. Dùng nhiều cách thức không chính đáng. Muốn đạt được ba kết quả này, họ không biết đạo lý bên trong đó. Người bình thường, tôi thường hay khuyên đồng học rằng, trước khi bạn chưa bắt đầu học Phật, hãy đem Liễu Phàm Tứ Quấn niệm 300 lần. Nguyên nhân nằm ở đâu? Vậy bạn hiểu nhân duyên quả báo cho sâu sắc. Trong số mạng có thì có bỏ qua cũng không bỏ qua được. Trong số mạng không có, dùng phương pháp gì cưỡng cầu cũng cầu không được. Không phải oan uổng lắm sao? Trong số mạng không có liệu có thể cầu được sao? Có thể, có đạo lý, có phương pháp. Bạn minh bạch đạo lý này, hiểu được phương pháp này, đi cầu như lý như pháp, thì có cầu tất ứng. Cầu giàu sang được giàu sang, cầu công danh được công danh, cầu con cái được con cái, cầu gì cũng có thể mãn nguyện của bạn. Nguyên nhân gì thế? Là trí tuệ. Phật pháp là giáo học của trí tuệ, giáo dục của trí tuệ. Trí tuệ mở rồi, không có kiểu nào không viên mãn. Hôm nay hết thời gian rồi, ý nghĩa đoạn này chưa giảng xong. Trong buổi tiếp theo chúng tôi sẽ giảng tiếp.